Vì sao đàn ông ngoại tình rất ít người muốn bỏ vợ? Trong xã hội, dù ở vào bất kỳ thế hệ nào, chúng ta cũng có thể thấy có khá nhiều đàn ông ngoại tình. Nhưng thực tế cho thấy, rất ít ông vì ngoại tình mà bỏ vợ. Và dưới đây là 7 lý do. Thứ nhất, nhân tình chỉ để yêu. Đàn ông thường có tư tưởng mặc định rằng nhân tình là để yêu, chứ không phải để cưới. Dù cho nhân tình có xinh đẹp, có quyến rũ đến đâu đi nữa, thì đối với đàn ông, đó cũng chỉ là đối tượng để họ mua vui, giải sầu, là trạm dừng chân những lúc họ mệt mỏi, buồn chán. Tận sâu trong đáy lòng, đàn ông luôn biết vợ mới là người đồng cam cộng khổ, cùng anh ta bước qua những năm tháng khó khăn trong cuộc đời. Sinh con đẻ cái cho anh ta, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ anh ta, và đó mới là người mà anh ta luôn muốn gắn bó lâu dài đến cuối cuộc đời. Thứ hai, bản tính tham lam ích kỷ. Khi ngoại tình, đàn ông thật ra không yêu vợ mà cũng chẳng hề yêu nhân tình. Anh ta chỉ yêu chính bản thân anh ta thôi. Đàn ông với bản tính tham lam ích kỷ chỉ muốn thêm chứ không hề muốn bớt. Anh ta vừa muốn có vợ lại vừa muốn có cả nhân tình. Một mặt vẫn muốn chứng tỏ mình có một gia đình hạnh phúc, một mặt lại muốn được phiêu lưu tình ái, muốn có một người phụ nữ khác phục tùng và mân mê tâng bốc. Thứ ba, vì nghĩ đến con cái. Con cái là một lý do quan trọng khiến nhiều người đàn ông ngoại tình không đi đến ly hôn. Thậm chí nhiều người đàn ông sau khi cân nhắc đã lựa chọn quay về với vợ vì thương con cái. Một số trường hợp, thậm chí họ không còn tình cảm gì với vợ nhưng vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân vì muốn các con của mình có một cuộc sống trọn vẹn, có đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ. Đồng thời, họ cũng không muốn con cái lớn lên bị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân chỉ vì chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn. Tuy nhiên, nói đi rồi cũng phải nói lại, bởi trong thực tế cũng có một số ít đàn ông mất hết lương tri. Họ bất chấp tất cả, không màng đến vợ con, không nghĩ đến đạo lý, cũng không hề cắn rứt lương tâm. Bằng mọi cách, nhanh chóng ly hôn vợ và mang hết tiền bạc tài sản đến sống cùng với kẻ thứ ba. Thứ tư, vì bảo vệ hình ảnh cá nhân. Nhiều người đàn ông xem chuyện ly hôn là một trong những thất bại lớn nhất của cuộc đời mình. Đối với họ, cuộc sống hôn nhân phản ánh sự thành đạt, thể hiện năng lực quản lý gia đình và điều hòa mọi mối quan hệ trong cuộc sống của một người đàn ông. Vì vậy, nhiều ông lao vào ngoại tình nhưng luôn vụng trộm, giấu giếm và sẽ không bao giờ ly hôn để bảo vệ hình tượng của mình trong mắt nhân viên, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Thứ năm, cho rằng ngoại tình không phải chuyện lớn. Nếu như người vợ xem chuyện chồng ngoại tình là một điều cực kỳ nghiêm trọng, là bằng chứng của sự phản bội, phá vỡ cam kết hôn nhân, thì đối với đàn ông, ngoại tình chỉ là chuyện ham vui, thích đổi gió, là để có thêm một nơi chốn giải khuây, chứ nào phải chuyện gì to tát đến mức phá
phải ly hôn. Đàn ông thường có cái suy nghĩ rằng họ vẫn còn đưa tiền lương cho vợ, chi tiêu cho gia đình, là họ vẫn đảm bảo có trách nhiệm đầy đủ với gia đình. Việc vui chơi với nhân tình đôi chút ở bên ngoài chỉ là chuyện nhỏ, vặt vãnh, đàn ông nào mà chẳng có. Thứ sáu, không tin tưởng nhân tình. Đàn ông luôn biết nhân tình có thể là một người tuyệt vời trong chuyện chăn gối, biết chiều chuộng và tuyệt đối phục tùng, nhưng không thể nào trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền hay một nàng dâu thảo. Không những vậy, anh ta cũng luôn nghi ngờ nhân tình. Một người đàn bà mà có thể dễ dàng cặp kè với anh ta thì cũng có thể sẽ dễ dàng cặp kè với những gã đàn ông khác. Vì thế anh ta không hoàn toàn tin tưởng mà luôn ở trong tâm thế đề phòng. Thứ bảy, ly hôn ảnh hưởng đến nhiều thứ. Ly hôn không phải chỉ là chuyện của hai người. Ly hôn không đơn giản là đến tòa án xin chấm dứt mối quan hệ vợ chồng là xong. Mà trước và sau ly hôn còn có rất nhiều vấn đề như thủ tục pháp lý, phân chia tài sản, phân chia con cái, giải trình với cha mẹ đôi bên, ảnh hưởng đến các mối quan hệ họ hàng và xã hội. Ly hôn cũng sẽ phá vỡ trật tự yên ổn vốn có trong gia đình, ảnh hưởng đến tâm lý con cái và phát sinh nhiều rắc rối khác. Cho nên đàn ông dù có ngoại tình, thậm chí không còn tình cảm với vợ, nhưng vẫn không hề muốn ly hôn một chút nào.